Đây, hôm nay là những cái hình ảnh mình ghi lại ở hội hội thi sinh vật cảnh miền Nam mở rộng, rất là nhiều cây đẹp á. Đó thì nói chung là nó rất là nhiều cây, mình sẽ chia ra làm 4 phần á. Đầu tiên là những cây bonsai đại, cái thứ hai là những cây bonsai mini, cái thứ ba là những cây bonsai tầm trung á, cái thứ tư là những cây kiểng có hoa và lá, có hoa và trái. Này, mỗi một cái cây trong đây là một cái cây duy nhất á. Đó, nó từ cái cây, từ dáng thế, từ cái chậu á. Đấy, mình đi mình để ý á, trong số khoảng hơn ha hơn cây cây lớn khoảng 50 cây sau đó thì khoảng hơn 400 cây á, 400 cây thì không có cái chậu nào giống chậu nào hết trơn á, mỗi một cái cây là duy nhất á. Cây si Đài Loan đâu nè. Đây là cái cây đạt giải kim cương á. Không biết kim cương với vàng nó kim cương là nó làm sao đó. Nói chung là trong mấy hội thi mình thấy có giải đặc biệt á là nó cao nhất á. Giải kim cương, giải vàng, giải đồng, giải khuyến khích á, đủ thứ á. Ở đây thì phần này khi nhiều về cây bài nè. Cây bài, cây trực lắc đâu đó, nó có chi 1, chi 2 đâu đó. Chúng ta coi người ta phân bố dáng thế đâu á. Này, cái triển lãm này thì nó rất là lớn á. Đó. Triển lãm thì nó đi một cái người ta sắp một cái hàng như dài như thế này á thì nói chung là nó chúng ta nhìn thấy nó bắt mắt á, nhưng mà so với cái hàng mà chúng ta sắp cái bàn như ở Long An á, ở Long An thì nó ở Long An nhìn thấy nó bắt mắt hơn á. Này, ở hội thi sinh vật cảnh tỉnh Long An á, thì người ta sắp như thế này á đó thì mặc dù ít cây mà chúng ta đi nói chung là đi vòng vòng cái cây á đó, chúng ta ngắm nghía được hết á, được hết những cái đẹp của cái cây. Đó. Còn ở Vĩnh Long này thì nó chỉ có một hàng, chúng ta chỉ ngắm được có một phần thôi á. Đó, ngắm được cái chỗ cái mặt tiền thôi. Còn ở Long An nè, chúng ta ngắm nghía xăm soi được hết luôn ha. Tại vì ở Vĩnh Long mà triển lãm nó quá lớn đi ha, nó quá nhiều cây đi. Nếu mà làm như thế này thì không đủ chỗ để gì để diện tích đó. Không có đủ diện tích để như thế này đó. Chúng ta đi đi vòng vòng á, chúng ta đi ta ngắm nghía ở mặt trước mặt sau á, chúng ta nhìn nó chi tiết nó tỉ mỉ hơn. Mà dù cái này thì nó không có cái phông trắng ở phía sau, cái phông trắng thì chúng ta chụp hình nó lên hình rất là đẹp á, còn cái này thì chúng ta ngắm được cái chi tiết á, nói chung là cũng có cái hay á. Đó, mình thích cái triển lãm mà nó như thế, nó như ở Long An vậy đó, nó gần gũi với lại người mà đi thưởng ngoạn đi chơi á, nó đi tứ phía trơn à. Như thế này thì nó khó kiểm soát á, nhiều khi người ta vô người ta đụng vô hiện vật rồi nó những cây mắc rất là mắc tiền á, đụng vô sờ vô là làm gãy cành rồi nó hư hại á. Ở Long An nè, đó, những cây mai chú thủy mà trồng đất Akadama, cây rất là bền đó. Cây dễ đặc biệt á, nó liền lạc tai cành nào, trồng đất Nhật á. Phía bên trong á, người ta cũng để cái bàn á, đó, chúng ta đi lên đi tới đi lui thì nó rất là dễ á. Quan sát rất là dễ à. Rồi chúng ta quay trở lại nha. Đó, nói chung là mình đi thì mình thấy nói chung là nó cái cây này nha, nó cũng tựa tựa, nó gần gần giống giống nhau á. Cây bài á, chung thân cao thân thấp cũng có chi 1, chi 2, chi 3 đâu á. Về chậu cảnh đâu, chọn cây đâu á, nó hài hòa, nó hợp với lại cái chậu á, giữa cụm rừng đâu nè. Những cái này thì rất là lớn, tại cái điện thoại mình quay đang quay ở chế độ góc rộng á, nó góc rộng mới lấy hết á, còn nếu mà quay ở chế độ bình thường thì cái cây này lớn dữ lắm á, không có lấy hết được cái khung hình á. Đây là nhà bonsai đại á, cao khoảng 1 mét trở lên á. Cây này được dễ bạc á.
đó, để 20.000 hàng rất là mê. Cái ghế mà chúng ta ngồi để dưới hết có chút xíu à, cây rất là rất là nặng nha. À, cái triển lãm này thì người ta được cái khung nền trắng ở phía sau nên chụp hình rất là đẹp á, chụp hình nó có cái phông phông trắng ở phía sau. Những cây si rồi á, xanh si thể loại này nó dễ sống á. Nói chung cây bonsai này thì trong cái này mình thấy chỉ có một cây mai vàng thôi á, đó. Còn đa phần là kiển xanh á, ba phần là mai chú thủy nè, linh sam, nguyệt quế, tùng vạn niên đó. Mấy cây si Đài Loan đồ, sam hương đồ á đó. Mai thì nói chung là thấy chỉ có một cây duy nhất hả. Này cây trực á, nó chi 1, chi 2, chi 3 người ta phân bố á. Cây đạt giải vàng nè, vàng xương chi của nó kính mít luôn. Mấy cây bonsai là những mấy cây cổ thụ thu nhỏ, nó giống như cây cổ thụ ngoài tự nhiên á, người ta thu nhỏ nó lại, mang tỷ lệ của cây cổ thụ. Đặc biệt anh em xem mấy cái chậu á, là chúng ta coi mấy cái mẫu này có thể sưu tầm chậu đó. Mỗi một cái chậu đây mình thấy gần như là duy nhất á, chỉ có mình nó. Anh em thấy chậu vuông chứ nó nhiều kiểu dữ lắm á. Từ việc mà cây là duy nhất, chậu cũng là duy nhất á, cái chậu á nó không có sự trùng khớp, trùng không có sự trùng lập á, trùng lập nên chúng ta xem ta không có chán. Còn cái gì mà nó giống 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 nhau quá ha, này như này hay là ăn cặp nè mà cũng khác khác á, nó giống nhau hoàn toàn thì nói chung một vài cây chúng ta xem một hai lần thì nó đẹp, chúng ta xem hoài bắt đầu đâm ra nó chán á. Đó, nên người ta triển lãm này nó có rất nhiều thể loại trong đây để cái người xem nó không có bị chán á. Cây này là cây cây trưng bày á. Cây này thì kỳ ở Long An người ta có đang đi thi rồi á, mà chiếu thủy ra kia trung nu vậy nè, thoát thân cao quá, thân cao nó có cái mấy cái cành nè, như phong cách nó tàn dù quá, thoát thân cao này, cái linh sam móc lửa này, cây nguyệt quế nè, rất là đẹp á, nó thơm dữ lắm. Chi một phía bên tay trái, chi hai phía bên tay phải á, chi phong ở phía sau đó. Dài nhánh là thấy ra hình ha, nguyệt quế nè rất là thơm á đó. Cái tàn nó thì phân bố giống như kiểu như cái tam giác á, tam giác á. Này cái tùng vạn niên nè đó, chi một phía bên tay phải, chi hai phía bên tay trái, chi ba ở phía sau đó. Chi một á tay tay phải, chi phong chi hai là chi phong ở ở phía sau, chi ba ở bên tay trái á, cũng là mai chiếu thủy á. Người ta lặt lá ra nó lòi cái vàng xương ra nhìn nó đẹp á. Đây là cây khế á, lớn lắm á. Nói chung là chúng ta xem qua hình này không có lớn đâu ha, thực tế mà nó bự dữ lắm. Đây là cái mai chiếu thủy nè, rất là thơm á. Cây này là ngày đầu tiên mình đi nó thơm á, đứng cách xa cỡ mấy mét mà nó thơm á, rất là nhiều bông á. Đây là cây linh sam á, mai chiếu thủy á. Mai chiếu thủy á. Cây này là cây nu nè, mỗi một cây này là nói chung là cái chậu nó là duy nhất á.
cái cặp nè, cặp nâu á. Quá sức à. Đó. Này theo cặp á, cái cặp này là duy nhất á. Nó không có nhiều lắm, nó không có sự trùng lập á. Rồi, anh em xem lại á. Thì đâu đó khoảng 50 cây á. Đó, để mà xem được cái clip này lại thì anh em chia sẻ cái clip này lên Facebook hoặc là Zalo á, sau này chúng ta có xem tên trang cá nhân của chúng ta đó, sau này chúng ta có buồn buồn chúng ta lấy chúng ta xem lại á. Đó, nhiều khi anh em xem mà qua rồi đó, cái muốn xem lại không biết xem lại ở đâu á, hoặc là tải về xem cũng được. Đó, nói chung là triển lãm á, đây những nơi mà cây người ta tụ họp lại á. Chúng ta đi xem miễn phí này ở Vĩnh Long á, kéo dài đến ngày 28 tháng 11 âm lịch, xin lỗi, kéo dài đến 28 tháng 11 dương lịch đó, năm 2022 đó, nó nằm kế ngay chỗ tỉnh ủy Vĩnh Long, ngay chỗ trường cao đẳng dạy nghề số 9 đó. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi này. Này thì đây là clip là thứ nhất á, sẽ còn 3 clip nữa, 3 clip nữa chuyên về cái hàng bonsai này á. Đây là hàng bonsai đại, clip thứ hai là bonsai mini, cái thứ ba là bonsai tầm trung, cái thứ tư là những cây bonsai nó có hoa và trái á. Đó, tạo dựng mấy cái tác phẩm này á. Một cái cây thì nó mất tới hàng năm á. Đó. Chúng ta xem nè. Nè, từ cách chọn chậu nè, bố trí tay cành nè. Đa dạng á, mẫu mã nó đa dạng lắm. Tiếp theo là những cái cây mini á.